Tháng 11 này tại thành phố Lạng Sơn sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn năm 2022. Hội chợ là sự kiện lớn nằm trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức. Với chủ đề hữu nghị, hợp tác, liên kết, phát triển, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn năm 2022 thu hút trên 100 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với hơn 200 gian hàng. Các sản phẩm tham gia hội chợ là những mặt hàng, lĩnh vực tiêu biểu, đặc trưng, thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lạng Sơn năm 2022 là điểm kết nối và thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu, tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Hội chợ diễn ra từ ngày 2 tháng 11 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.